xin chào tất cả mọi người. Lại là mình là Ben, đây là chị mình là Nhí và đây là Bảo Anh. Và ngày hôm nay cả team của mình sẽ đi nhổ khoai mì nha. Đi cho từng té nha. Đó. Ok, kìa, cái đó có khoai mì kìa. Đi qua đây. À đây đi, đây đi đây. Đây cắt nhổ lên được em. Chị Nhí, nhổ khoai mì có khó không? Đâu, khoai mì dễ nhổ lắm. Đây là cây khoai mì nè các bạn ơi. Bự quá hai mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhổ khoai mì nha. Ok. Vô. Ê, nhổ khoai mì nghe cây khoai. Trước khi nhổ khoai mì á thì mình kêu tụi nhỏ nè làm cỏ xung quanh cho nó sạch đó các bạn. Để hồi lát á mình nhổ khoai lên á mình lấy cái củ á, cho nó dễ. Từ nhỏ đến lớn á, tụi nhỏ này nè, nó chưa có biết cách lấy khoai mì như thế nào luôn. Cho nên sẵn bữa nay á mình đem tụi nó ra đây cho tụi nó trải nghiệm cách lấy khoai mì như thế nào. Lúc đầu á tụi nó nghĩ á, nhổ khoai mì khó lắm. Cho đến khi mình cho tụi nó nhổ thử một cây thôi. Trời ơi, tụi nó la làng lên. Tụi nó nói đó, trời ơi, dễ như ăn kẹo vậy á. Với lại á, do khoai mì nhà mình á, trồng ngay cái mùa khô hạn nó kéo dài á các bạn. Cho nên á, cái cây á, ốm tông ốm teo à. Mà cũng hên, nhỏ nhỏ vậy á, tụi nó nhổ mới nổi. Chứ mà gặp mấy cây bự á, thì cỡ như mình nè, nhổ chưa chắc nổi luôn nha các bạn. Mà không sao đâu. Mình biết chắc cái hồi lát nhổ lên thế nào cũng có nhiều củ à. Các bạn nhớ coi nha. Bên phá không vậy? Con này bứt cỏ. Rồi đứt tay đó nhé. Cái này nhỏ nè, để tôi nhổ trước cho. Rồi. Hay quá. Rồi. Hay quá. Hay quá là cũng yeah. Biết không? Rồi, để qua đây. Nhí bao mình nhổ. Nhí 10 cây em mấy cây ra cây này cũng 3 cây lận, ai giúp tôi với. Rồi. Sau khi ba chị em nó hì hục nhổ khoai mì á thì kết quả cuối cùng á rất được mong đợi nha các bạn. Đây là thành quả của tụi mình. Yeah. Các bạn biết không, theo mình được tìm hiểu á thì cây khoai mì á là nguyên liệu khá phổ biến, xuất hiện nhiều và rộng rãi trong các món ăn hàng ngày của người Việt Nam. Không chỉ đa dạng về giá trị dinh dưỡng mà loại cây này á có những tác dụng rất tốt cho sức khỏe nha. Cây khoai mì á có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới các quốc gia như Mexico, Brazil, còn tại Việt Nam á thì xuất hiện khá lâu đời ở các tỉnh miền núi Tây Nguyên, Bắc Bộ và các khu vực đồng bằng á các bạn. Cây này á sinh trưởng khá là dễ nha, chịu được thời tiết khắc nghiệt nè, không chịu được ngập úng nè, đất trồng là phải tơi xốp. Khoai mì á có thể chế biến thành nhiều món ăn như khoai mì luộc nè, hấp nước cốt dừa, khoai mì nướng, nấu chè vân vân. Ngoài ra còn làm thành phẩm như là bột năng và bột mì nè. Tuy nhiên á hàm lượng calo trong khoai mì á cao hơn so với các loại khoai khác á, cho nên các bạn á không nên ăn nhiều sẽ bị mập đó nha. Không biết khoai mì này mình nấu món gì ăn đi ta? Nhà ngoại mình có nhiều dừa lắm cho nên mình sẽ làm món khoai mì hấp nước dừa nha. Nó tét cái luôn. Bắt kỹ sư đi nạo dừa hả? Kỹ sư Bến Tre. Thằng nãy giờ cuối cùng ta nạo, cái lột dừa ta nạo, dắt đi mua 10.000. Nhả lột mì khoai mì xong luôn vậy. À, bây giờ ai thấy được cái bàn nạo này. Cái này là kho nước cốt dừa, hái rau cả trời chấm. Ăn cơm vừa luôn. Trong thời gian anh ba của mình nạo dừa thì anh tư của mình cũng tranh thủ lột khoai đang đem đi rửa nha các bạn. Sau khi rửa khoai xong thì mình cho vô nồi hấp luôn. Rồi bắt đầu mình có mở lửa riu cho nó chín. Và đây, khoai của mình cũng đã chín tới rồi đó nha các bạn ơi. Và đây là thành phẩm khoai mì hấp nước cốt dừa, thơm ngon béo ngoậy. Mời các bạn nha. Mọi người ơi, khoai mì của mình mọi người ơi, khoai mì của mình hồi bữa hái hấp xong rồi nè mọi người. Mời bà ngoại ăn và mời cả gia đình mình ăn. Món ăn miền quê. Mời các bạn ăn nha. Quê em hai mùa mưa nắng là đúng luôn nha các bạn. Mùa này cũng sắp vào hè rồi. Cho nên nó sắp tới team của em sẽ cho ra những cái clip mới vui nhộn hơn nữa. Mọi người nhớ xem và nhớ đăng ký kênh nè, like, chia sẻ cho em với nha. Cảm ơn tất cả mọi người.